Chà, bữa nay mình biến nó thành con rồng luôn á. Con rồng này nói ra thì không biết từ loài người biến thành loài vật, mà ra là vật thiên đó nha. Các bạn có thấy cái sự ngu dốt của tôi không? Làm người không muốn đi làm rồng, mà rồng này thì không có biết phun nước, cho nên rồng này là rồng vô dụng. Làm người cũng vô dụng, mà làm rồng thì còn vô dụng hơn nữa. Cười đau rước. Ở trên đời này loài người không biết vì sao giờ thành loài vật luôn rồi. Trời Phật ơi, kệ, con rồng này con rồng vô dụng, chắc người ta bắt người ta đập chết. Rồng